Xin kính chào quý cô chú nha, anh chị nhà đầu tư đang xem kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Hôm nay em đến cái xã Bồ Năng giới thiệu cho anh chị mình xem nha. Thì cái đường hiện trạng trước mắt anh chị là đường 8m nha, và là con đường thông. Cái hướng hồi nãy em quay là hướng đó anh chị sẽ quẹo phải ra 781. Miếng đất đi là ngang 10m, hậu dài 32m. Đất là quay về hướng Tây Nam nha cô chú anh chị. Đất của mình là có thổ cư 50m2. Bề ngang đó là anh chị kéo từ cái mí tường đó, anh chị kéo qua ngay cái trụ bên này ha, sâu vô á là 32m. Hướng bên này anh chị sẽ thông vô là xã trong xóm của xã Bầu Năng nha anh chị. Đường này là đường 8m, đường lớn nha. Anh chị quẹo phải ra là đường 781 nha luôn anh chị. Ở đây là khu dân cư đông đúc ha, đường xá là thông thoáng, gần chợ nữa nha anh chị. Tí xíu nữa em sẽ ra quay đường cho anh chị mình xem nha. Hướng này nè, anh chị sẽ ra DT781 nè. Hướng này cũng anh chị quẹo phải là ra DT781 luôn ha. Anh chị quẹo trái sẽ thông vô Nhượng Đình Phú nha anh chị. Nó thông rất là nhiều hướng luôn. Thì ở đây mật độ dân rất là cao luôn nha. Đất của mình là còn lại cây lô năm là 264m nha anh chị. Bây giờ em sẽ đi thử từ ngay vị trí đất, em sẽ đi một đoạn. Giá của miếng đất này là 145 triệu một mét ngang nha anh chị. Từ vị trí này anh chị sẽ đi thẳng ra đường DT781, là cách DT781 là 700m. Anh chị đi ra chợ Bồ Năng là 750m. Ủy ban nhân dân xã anh chị cũng đi hướng này luôn, hang là ra là 800m nha anh chị. Ở đây là anh chị thấy là dân cư ở xã Bồ Năng hiện tại bây giờ rất là đông luôn. Và đất của xã Bồ Năng bây giờ là lên giá rất là nhiều luôn nha anh chị. Anh chị mua trong cái giai đoạn này thì đất nó còn tiềm năng, lúc mà chưa làm đường anh chị mua để dành đi. Bộ năng của mình quỹ đất thì nó cũng còn khá là ok ấy. Rồi thì xíu nữa em sẽ chèn thông tin sổ vô cho quý cô chú anh chị mình xem. Anh chị mình xem thích thì alo liền cho em hay ha. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video của em.